Này... Xin. À, à... Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn à, Các bạn ạ, tình hình thì sau vải, sau thu hoạch các bạn nhé à, Thì gần như là đội mình nói là dùng từ bỏ hoang ấy à, Đến thời điểm này là cái thời điểm mà giữ lọc, lớp lọc này, lớp lọc 3 rồi đấy các bạn ạ Với một cái tình hình là năm nay um, Cái tháng lọc 2 nhé, lọc 2 thì nó nắng, thế nó cũng không ra được dài đấy, Từ sau khi thu hoạch này sau khi thu hoạch là cắt đến đây các bạn ơi Đó, cắt đến đây nhé và sau hai lớp lọc thì nó lên được khoảng tầm 20 phân nhưng lớp lọc 3 thì đến thời điểm này thì so với cả cái thời tiết tiết ra hoa ấy, thì không biết là nói chung là với cái tốc độ gọi là phụ thuộc vào thời tiết và thời tiết rét mùa đông muộn ấy thì nhiều bác năm nay bảo nói là có khả năng lên lọc 4 vậy thì cụ thể không biết có phải lọc 4 hay không ờ, thì chúng ta cứ chờ đợi nhé Nhưng mà với cái cái mức độ mà vải mà lọc bốn thì rất là rõ ràng các bạn ạ, đấy nó dài quá, ví dụ cái lợ, cái vải này dài quá thì nó ủ vọng hỏng cây nó hỏng quả, đấy, thứ hai là nếu mà không ra được nó ra rõ ràng thì cũng lại mất mùa đấy, cái năm mà nó cũng sẽ khó khăn giống như gọi cái năm nhuận ấy, thời tiết lịch nông nghiệp lịch thời vụ nó cũng sẽ bị lệch lạc đấy, đấy thì tuy nhiên là thôi thì cái thời điểm này thì vẫn phải phun để xử lý lọc các bạn ạ, đây cái lớp lọc hai thì sâu nó ít nhá, thời tiết nó nắng nhá, nhưng lớp lọc 3 thì sâu nó ăn mình phải dùng cái từ gọi là te tua luôn các bạn ạ nó gọi mới nhí nhí lên các bạn này, này mới nhí nhí lên cái là nó cắn cụt hết đầu luôn đấy đây những cái cỡ những cái cây vị như nó có lọc nó lên này các bạn nhìn này đấy, ở đây nó nó ăn khủng khiếp này đó rất là nhiều đấy, thì hôm nay thì mình lên đây mình sẽ thăm và để còn cho phun lọc các bạn nhé phun để giữ cái lọc ba này còn lọc bốn muộn hay lọc lọc năm muộn hay không thì không cần biết nhưng mà vẫn phải phun giữ lọc ba đây những con sâu đã nằm ở phía dưới lá này các bạn nhìn này đó đây những con này này đây, nó ăn nó để nó chờ nó ăn những cái đêm này đây, nó đang ăn đây nhá đây đó rất là ác luôn đấy thì cái lớp lộc 2 thì gần như không phải phun như cái lớp lộc 3 này thì chắc chắn ít nhất các bạn phải phun hai lần lần thuốc thì mới may ra giữ được cái lớp lộc 3 này vì lớp lộc 3 này nó sẽ cực kỳ nhiều sâu luôn đây nó ăn đây các bạn nhìn này nó chưa cả ra nhưng nó ăn khủng khiếp đó thì nó cái lớp sâu nở này nó chỉ một tuần thôi các bạn cứ để ý xem tuần là nó nở lên lớp mới nên là nó ăn cực kỳ dã man luôn đấy, đấy thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời các bạn đã lên đồi cùng thăm một chút nhé lên ừ. ờ, được cái làm vải thì nó như thế này các bạn nhé làm vải thì vất vả mỗi cái thời điểm thu hoạch và bán thôi nói thật các bạn là thời điểm đấy vì người nông dân lục ngạn nói chung và người gọi là làm vải thì thở không ra hơi luôn các bạn ạ còn sau khi thu hoạch xong thì cũng như lúc chăm hoa thì nó rất là nhàn đấy thời điểm coi như bỏ không luôn chăm cho lượt phân đấy ví dụ cái bao phân hữu cơ của mình vẫn để dưới gốc đấy gần như này là nguyên luôn và lọc đã lên rồi và không bệnh tật gì cả cứ để cây không bao giờ chết còn cam bưởi thì sẽ ảnh hưởng thôi chứ còn uh, vải thì yên tâm đấy. đấy vải thì rất là sau khi mà thu hoạch xong thì tỉa như cây cảnh bây giờ thì nó đã lên rất là tốt rồi đấy thì không giống như cây táo các bạn nhé đấy, cây táo đây những cái cây táo to này vườn táo giống này Đấy thì các bạn phần cần phải chăm chút rồi thì các thứ thì nó mới ra hoa ra quả được còn nếu không có để không thì cũng rất là khó nhưng cây vải thì các bạn nhiều khi để không thì vẫn cứ ra hoa <laughs> táo> cây táo thì tất nhiên là nó vẫn ra hoa nhưng mà để được quả thu hoạch thì tương đối là khó hơn so với vải kiểu như vậy còn cái thời điểm này thì những cái đồi vải của đội mình là nó mênh mông luôn giờ đang chờ để giữ lọc 3 hoặc lọc 4 nhé à, có nhiều anh em thì tiền muộn thì có thể chỉ làm hai lớp lọc thôi đó, bây giờ mình sẽ mời các bạn sẽ lên phía trên này để thăm cái vườn nhà ông chú mình này. Để mời các bạn đi vào phía trong này này. Đấy, cùng thăm cái đồi xem mức độ sao. Còn ở đây thì mình sẽ chào để phun uh, thăm và để phun xử lý lọc, uh, xử lý nhé. Đây, một số thì nó chưa ra, một số thì bắt đầu nứt rồi các bạn này. Một số nứt này. Đấy, đây là nứt này. Đấy, đây gọi là nứt nhụy, nứt đầu rồi này. em một số thì nó ra thì nó đã ăn cụt này. Đấy. Đây, một số nó ra cái nó đã cắn cụt luôn đầu luôn đây các bạn đó còn cắn sâu nó ăn tiện luôn bây giờ chỉ cần phun kích vào cái cái là nó đẩy lên thôi vì thời tiết giờ mấy hôm nay cái đợt này nó mưa ẩm nên là mức độ nó đẩy sẽ cực kỳ nhanh luôn không phải tưới tắm gì cả các bạn ạ đây chỉ thế là ok thôi đó nào mà còn xem cái ông nhện đỏ năm nay lần đầu tiên đây cái lá này bị nhện đỏ thì phải đấy các bạn này. nhìn nhện đỏ cũng hết rồi đây cái trứng ổ trứng nhện đỏ này lần đầu tiên trên vải thiều lục ngạn có nhện đỏ như năm nay nhưng mà giờ tầm này cũng là hết này các bạn này. Đó, lá nó nhện đỏ nó nhìn cái biết ngay nó vàng quạch luôn đấy các bạn hết nói chung là không còn nữa có khi nó chuyển sang cây táo rồi Đó, đây những cái lá này có nhện đỏ này. Ừ, thôi bây giờ mình chúng ta sẽ mời các bạn sẽ cùng lên đồi nhé lên đồi thăm vải xem mức độ ra sao còn như thế này thì chỗ mình đây thì mình cũng sẽ quẹt qua thôi ở thời điểm này thì phun nó cũng rất là đơn giản chỉ cần thuốc sâu thông thường thôi là các loại sâu nó cũng sẽ chết hết các bạn nhé. Đấy, tuy nhiên là sẽ phải ít nhất xử lý vài lần này. Đấy, cái mầm ghép đây sẽ bỏ đi này các bạn, này. bỏ những cái phần ở dưới này để cho cái mắt nó lên này. đây là cái mắt thanh hà này nó sẽ lên này. đó. đây đây nó đã cắn cụt rồi này. đặt rồi nó mưa một tuần nên nó cắn cụt hết luôn này. Yeah. Đấy, dã man thật. còn bây giờ mình và các bạn sẽ lên cái vườn Nhông chú mình là tiệm muộn nhé, tiệm muộn thì bây giờ mới lọc lọc lớp lọc hạ lớp lọc một đầu tiên đấy các bạn, à lớp lọc hai các bạn ạ, à. đây là lớp lọc hai tiệm muộn thì bây giờ lọc lớp lọc hai mới đang bắt đầu mới mới đỏ thôi, nó tiệm muộn hơn so với cả vườn những cái vườn vải của mình nó rơi vào khoảng tầm 2 tháng, à một tháng các bạn xin lỗi, bởi vì là cái vườn này thì Thanh Hà thì hết rồi hết quả rồi tức là thu xong rồi nhưng mà để cắt đầu và tỉa cành ấy thì để muộn hơn thì đương nhiên là lá bây giờ nó bắt đầu mới ra này đây là lớp lộc 2 các bạn nhé lớp lộc 2 đang ban như thế này như lợi đội mình thì đang là ra lớp lộc 3 rồi đó Thế nên là cái kinh nghiệm làm thì mỗi người mỗi cách mỗi người làm một cái 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 cái, cái, cái kiểu khác nhau đó đây, lớp lọc này bị săn tương đối nhiều vì cái trước cái lúc mà cơn mưa này thì đợt nắng nó cũng tương đối là to và lá giờ vẫn đang thưa các bạn ạ vải thì hết tầm giữa giữa tháng 5 âm lịch các bạn nhé thì giờ là tháng 6 tháng 7 tháng 8 tức là hết khoảng tầm 3 tháng rồi thế thôi loanh quanh chỉ tầm tháng tháng rưỡi hai tháng nữa thôi lại khoanh để chuẩn bị đón mùa 2024 đấy các bạn nhanh không Đó. nào mời các bạn chúng ta sẽ cùng lên đồi vải thì từ khi kết thúc vải thì gần như là mình không còn ra được cái thì mình chỉ tập trung vào những các loại cây là cây táo thôi còn vải thì hết vụ nên là mình cũng ít ra video còn thi thoảng thì uh, trong cái quá trình chăm sóc ấy, thì mình vẫn cứ nói là bỏ hoang ấy hoặc là không gần như không phải đá động đến gì nữa nên là mình <laughs> khi nào mà có cái cái cái, cái, cái gọi là chăm sóc về lọc lá thì mình mới đưa lên một cái video để các bạn các anh chị cùng cập nhật và giao lưu thôi còn rất là ít mình ít ra cái video về vải thời điểm này thì nó không có gì cả các bạn ạ thời điểm này chăm xong hết cái lớp lọc này thì là chuẩn bị đến khoanh thôi cái thì giữ lọc thì có thể người giữ hai lớp lọc người giữ ba lớp lọc còn chủ yếu là mình tập trung vào các video về táo mùa 2024 đấy các bạn cái còn hoa quả lục ngạn của mình thì rất là nhiều rồi vừa rồi thì chủ yếu là Uh, táo nhãn một chút đúng không? đó. đây. còn mời các bạn sẽ cùng xuống ngắm cánh đồng táo quê mình này. nó len 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 ở giữa những cái đồi này, trên là vải còn dưới toàn bộ là táo hết. những cái thung lũng này, toàn bộ nha các bạn nhé, nhiều lắm. đây cây lá lá màu vàng bạc bạc này, toàn bộ là táo hết đấy. cái sâu này trong này cũng thế này. đó. còn trở lại về vải nhé. đấy thì đây những cái con, này. các bạn nhìn này. sâu con này nó ăn khủng khiếp luôn đấy. Đấy, nếu không xử lý thì chỉ vài ba hôm nữa này. nó cắn sẽ cắn cắn cụt tị luôn các bạn ạ, không thể lên được cây luôn. Nên chắc chắn là phải phải xử lý thôi. Nếu không thể tha cho nó được các bạn ạ. thời tiết thì sáng này nó vẫn mưa và trưa này thì bây giờ chưa nó mưa nhé. Và giờ thì nó ngả một chút. Nếu ưa, ưa, khô khô là phun là nó quẹt qua là chết rất là dễ. Đây, các bạn thêm một cành này. Đây, một cái cành này. Còn nhìn biết đây có sâu chưa? Đây nó dựng hết này. Đấy, đây. Khủng khiếp chưa? nhìn có dễ sợ chưa đấy Để mình động động nhé động động này đấy, nó bò ghê và những đây là cái con sâu 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 đo này còn đây con sâu que này đây một con này hai con này ba bốn năm sáu bảy này đấy một cái cành nhỏ nhỏ mà bảy con chưa kể những cái con bé bé nó đang nở ra nữa này các bạn nhìn này đấy đây nở này đó đã, đây những con này đấy nó dựng đứng lên nó ăn nó gặm trụi luôn trụi trụi hơn trâu ăn cỏ các bạn ạ nên là bắt buộc chúng ta phải xử lý nhé, không không xử lý là không ổn đâu. Nếu các bạn muốn giữ lọc, còn không thì chỉ tuần thời gian lên cây là trụi lúi luôn, nó ăn hết. Thế thì các cụ như mình nói là rồi, rau nào sâu ấy mà cây nào thì gọi là sâu đó nên là sâu vải, lá vải thì đặc trưng của lá vải nó ăn hết. Này, còn với cái các bạn nhìn này, đây là một cái vườn nhé. Đây vườn thì đây là cây ra, cây này đã hai lớp lọc xong chuẩn bị ra lớp lọc 3 này. Cây này thì là mới lớp lộc hai ban này, chưa ban này vẫn còn đỏ này. Đó các, các bạn nhìn thấy khác nhau. Cây xong hai lớp lọc rồi cây nó già lá khỏe này, chuẩn bị ra lớp lọc 3 thì nếu ra lớp lọc tầm này thì gần như là gần như đã đủ lọc các bạn nhé. Nếu để ra hoa thì gần như là đã đủ, còn nếu nó ra dài quá thì nó rất là dài và ủ ủ vào, ủ vào nhau thì cũng không cũng không tốt. Thế những cái vải thanh hà đặc biệt là ra Ờ, nếu mà ra khỏe thì nó ra đến 3 40 cm, 2 30 cm nó rất là dày và nó dài, nó ẻ. Nên là nhiều bác nó sẽ để ra những cái lớp này, này Đấy, chỉ cần xong hai lớp này này, xong cái lớp này này là bắt đầu hãm này. Nhiều bác mà cho ra hai lớp là bắt đầu lá nó chuẩn bị ban ban một chút là hãm để không cho nó nứt nữa. Đấy còn nếu không là nó lại bị nhỡ nhà. Đấy, còn như thế này thì chắc chắn nếu tỉa như đội mình thì chắc chắn là ít nhất là ba lớp ba lớp hãm nếu còn thời tiết mà nó muộn nếu mà nó rét muộn thì hãm cực kỳ khổ luôn các bạn ạ hãm một cách là gì đó là khoanh như này đấy khoanh như thế này à, khoanh gốc này lại bắt đầu vào khoanh gốc để xiết nước để không cho nó phát triển nữa đó đấy thì quá trình làm vải thì nó cũng chỉ là như vậy thôi các bạn ạ bốn mùa mà <laughs> mùa nào việc đó đấy, việc đặc thù của làm vải là như vậy thời điểm này thì cũng rất là nhàn rất là dễ dàng hàng đồi vải giờ chỉ im lìm không như là mùa vải có quả mùa này thì chỉ chăm thì rất là dễ uh, thu xong cho ăn lượt phân nhẹ nhẹ thế rồi giữ được một hai lớp lọc tên là khoanh rồi chuẩn bị ra hoa cho vụ tới là ok thôi thế còn thì của các bác kinh nghiệm làm thế nào thì các bác cùng comment giao lưu nhé thế thì hôm nay lên đồi và mời các bạn cùng ngắm và so sánh nhé giữa vải ba lớp lọc này đây, đây cây này sẽ là ra ba lớp và cây này chỉ để hai lớp này thì năm tới này xem mức độ hoa thế nào quả ra sao này chúng ta sẽ lên cùng trực tiếp luôn tại một vườn luôn chỉ, chỉ tức là phụ thuộc vào cái thời gian tỉa sau thu hoạch tỉa sớm thì ra sớm ra sớm thì ra được 3 lớp hoặc 4 lớp lọc còn tỉa muộn thì sẽ ra hai lớp lọc hoặc 3 lớp lọc để tùy mình giữ đó. đó là kinh nghiệm tức là lớp lọc là mình sẽ nhắc lại lớp lọc đó là là lọc nó sau thu hoạch nó lên được hai ba lớp sau đó ra hoa thì được mình dùng cái từ như vậy và nó cũng uh, tùy vào thuộc cái kinh nghiệm ấy vào cái thói quen cũng như là vào cái khả năng chăm sóc của mỗi người đúng không thì tùy các bạn cho thể ra hai 3 lớp thì đều ok thôi. Đấy thì các bạn thấy quê mình nha, đồi núi uh, cỏ cây có đẹp không? Nó hoa quả. Đây, ở phía dưới này còn táo này có cam bưởi này, đấy, và không có đồi trống, không có trồng keo, trồng cây rừng cây gì cả và không có đất hoang các bạn nhé. Toàn bộ là cây ăn quả hết tất cả khu vực này đâu đâu cũng là cây ăn quả. Đó là vựa trái cây lớn nhất miền Bắc đây các bạn. Đủ các loại cây quả ăn quả luôn nên là uh, qua video thì cũng các bạn cũng có thể là à, hiểu một chút về cái quê hương lục ngạn quê mình thì một rất xin chào cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo và đặc biệt là các bạn cũng không quên ủng hộ những cái đặc sản hoa quả núi lục ngạn à, mình cũng xin kết thúc video tại đây à, xin chào hẹn gặp lại mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi.